Ngày hôm nay thì Manchester United sẽ bắt đầu hành trình của mình với một đối thủ nhẹ ký của Hà Lan thôi, đấy là FC Twente, đội bóng mà họ cũng chưa gặp bao giờ ở đấu trường châu Âu cả. Nói đến Hà Lan thì rõ ràng là những người đang thi đấu Man United nó quá là hiểu một đội bóng đến từ Hà Lan rồi, đúng không anh Huy? Từ huấn luyện viên cho đến các cầu thủ cho đến cả những tân binh của họ nữa. Quá hiểu những gì mà bóng đá Hà Lan đang vận hành rồi. Ngày hôm nay thì Manchester United sẽ bắt đầu hành trình của mình với một đối thủ nhẹ ký của Hà Lan thôi, đấy là FC Twente, đội bóng mà họ cũng chưa gặp bao giờ ở đấu trường châu Âu cả. Nói đến Hà Lan thì rõ ràng là những người đang thi đấu Man United nó quá là hiểu một đội bóng đến từ Hà Lan rồi, đúng không anh Huy? Từ huấn luyện viên cho đến các cầu thủ cho đến cả những tân binh của họ nữa. Quá hiểu những gì mà bóng đá Hà Lan đang vận hành rồi. Và lại có những kỷ niệm với Ten Hag nữa. Vâng. Ten Hag là khởi đầu với tư cách một cầu thủ trẻ của Twente. Vâng. Và trong sự nghiệp thì có 3 giai đoạn thi đấu cho câu lạc bộ này. Thì đấy là những duyên nợ và cũng là một cái trải nghiệm thú vị của ông ấy. Bên cạnh đó thì rất nhiều cầu thủ từng là học trò của ông ở Ajax, những người hiểu giải Hà Lan nữa, thì cũng là một cái cuộc hội ngộ thú vị. Rồi cả Van Nistelrooy nữa. Vâng. Tôi vẫn cho rằng là cao thủ MU thì trận đấu này vấn đề của họ là tiếp tục hoàn thiện khả năng dứt điểm. Vâng. Chứ còn gặp một cái đội bóng mà mình cũng không có gì lạ lẫm với họ nữa thì cũng sẽ dễ dàng hơn, đúng không ạ? Tamik Bes, Bruno cuối tuần vừa rồi đá quá tệ, mất bóng thì nhiều, chuyển linh tinh tinh. Cái trường hợp của Bruno này vào ngày đầu tuần ấy thì em cũng nói chuyện với anh Quang Tùng rất là nhiều rồi. Anh chàng Bruno này là một cái hiện thân rất là rõ ràng cho cái hình ảnh của Man United ở cái giai đoạn này. Tức là lúc trồi lúc sụt, lúc thì thăng hoa rất hay, lúc thì có một trận đấu tệ hại đấy khiến cho người ta không hiểu rằng là tại sao mà một anh chàng ở đẳng cấp như vậy lại có thể đá bóng như vậy, đúng không anh Quang Huy? Bruno rõ ràng tài năng của anh thì không phải bàn cãi, nhưng mà ở cả đội tuyển và câu lạc bộ thì Bruno anh ấy đều có những cái thời điểm mà tâm lý của anh bất ổn, đặc biệt là trong môi trường Man United mọi chuyện nó vẫn chưa thật sự là định hình rõ ràng. Thì có thông tin phát ra rằng Bruno hình như là có sự ghen tị nhất định với một số cầu thủ học trò cũ của Ten Hag. Vâng. Tức là dường như ông ấy ưu ái các học trò cũ quá. Nhưng bất luận thế nào thì mình đã là một người tài năng rồi thì mình cần phải cứng cỏi và chứng tỏ cái năng lực của mình. Bởi vì không phải vì ai đó mà Bruno phải đá dự bị cả. Chính xác. Anh vẫn luôn luôn được đá chính và anh ấy muốn đá thế nào là do anh ấy. Đến lúc mệt xin ra được cho ra thì dù thế nào thì tôi vẫn mong là anh ấy chứng tỏ sự chuyên nghiệp rõ hơn. Chứ còn đôi khi có ưu ái người này người kia thì anh ấy vẫn luôn được đặt vào vị trí trung tâm của đội bóng trên hàng công một cách người ta rất là ưu ái anh ấy. Thì tôi nghĩ rằng là vẫn do bản thân Bruno thôi. Vâng. Chưa phải là trưởng thành. Dấu tên này, Bruno là tiền vệ mất bóng nhiều nhất mùa này. Chúng ta chỉ nhìn vào các pha kiến tạo và các bàn thua đến từ những pha mất bóng đó rất nhiều, sau đó để đổ lỗi cho hàng thủ thì không công bằng cho hàng thủ, đúng không ạ? Khi dâng cao bị phản công đến Man City còn khó, hay anh nghĩ đây có phải là một trong những vấn đề khiến cho Man United đang gặp khó khăn không? Cái lối chơi mạo hiểm của Bruno nó là con dao hai lưỡi, đúng không anh Quang Huy? Nó có thể tạo ra những đường truyền rất sắc bén, có thể khiến cho đối phương gọi là gục ngã bất cứ lúc nào. Nhưng 10 đường truyền thì cũng chỉ có 2 đường như thế thôi, 8 đường còn lại là bị cắt, bị mất, và nó sẽ khiến cho Man United bị nhận với đòn hồi mã thương rất là rõ ràng từ phía đối phương. Và quả thật là em cũng cảm thấy rằng cách chơi này của Bruno nó khiến cho Man United thiếu tính cân bằng. Đúng rồi, Bruno gần đây là anh ấy rất mong manh. Cái vị trí của anh ấy mất quả bóng là có thể để đối phương phản công hết sức là nguy hiểm. Nhưng mà tôi vẫn cho rằng dấu ấn huấn luyện viên nó rất là quan trọng. Đá như vậy thì có giải pháp khác và đá kém một cái hiệp 2 ra, nhưng Bruno vẫn được sử dụng rất nhiều. Thành ra là vẫn tự cảm thấy mình là cái gì đó rất là quan trọng. Nhưng mà càng đá nó càng trượt đi. Ngay cả một người đang có một cái đà lên và rất cầu tiến như Garnacho thì nhiều lúc cũng cảm giác là bị dùng như kiểu đơn đầu vào tường ấy. Huấn luyện viên là phải tinh tế, phải có cái gì đó mà người ta thấy kém một cái là người ta rút ra, vừa là làm mới đội hình, vừa là giúp các anh em khác nó phấn khởi hơn, lại vừa giúp khiến cho cái người đấy phải nhìn lại bản thân mình. Chính xác. Nhưng mà cứ để người ta đá như vậy, ngay như trận đấu gặp Crystal Palace chẳng hạn, ví dụ như lúc Bruno kém như vậy, đẩy Eriksen lên đá cao hơn chẳng hạn, hoặc là đưa một ai vào đó đá tiền vệ trụ, kể cả thời điểm đó khi mà cái nhịp nó dễ rồi, khi mà cảm thấy là Crystal Palace không phải cái gì ghê gớm, Casemiro có thể vào đá trụ chẳng hạn,
xong rồi đẩy Eriksen lên đá thay Bruno, nhưng mà ông lại không làm như vậy. Tức là đã kém rồi cứ để kém mãi. Rashford cũng bị tình trạng như vậy. Vâng. Những cái giải pháp về nhân sự nó rất là bất cập. Hôm qua em xem được video tập luyện của Man United, thấy Ten Hag nói chuyện với Bruno rất lâu, liệu có phải là lời cảnh báo riêng gì Mao và Eriksen có thể đá tốt chỗ của Bruno. Em có một cái cảm giác là nếu không có Bruno, Mao hoàn toàn có thể phát huy được cái năng lực của mình ấy nhá. Chẳng qua là có Bruno nên là Mao bị dẫm chân là không đá được. Bởi vì hai cái cách đá đấy thì đương nhiên là khác nhau rồi, nhưng mà cái vai trò của mỗi người với cái hệ thống chiến thuật là gần như giống nhau, đúng không ạ? Đúng rồi, Mao có thể không có những quả chọc khe nhưng mà cái khả năng uy hiếp từ xa lại mạnh mẽ. Và anh có thể sút xa và đá thoáng bóng một kiểu khác. Thế nên tôi cho rằng là khi mà Mao đã trở lại thì Ten Hag hãy cứ yên tâm, Bruno đá không tốt thì rút anh ra. Bóng đá bây giờ thay 5 người mà, có phải thay 3 như ngày trước đâu. Thành ra là cứ mạnh dạn chuyển đổi thôi. Ole 777 này, tối nay mà Man United không thắng được đội hạng Trung Hà Lan thì anh em mới chấp nhận nỗi đau. Em giống anh Quân không ủng hộ Erik Ten Hag full time. Vâng ạ, cảm ơn bạn rất là nhiều vì đồng cảm với tôi. Và tôi nghĩ rằng là kể gái Nguy, dù là một fan của Man United thôi, đến giờ phút này cũng mất niềm tin quá lớn vào Erik Ten Hag rồi. Và em nghĩ rằng là cái cảm giác này nó sẽ vẫn còn đeo bám Manchester United thôi khi mà Erik Ten Hag vẫn ngồi đó. Chứ còn nói thật là cơ hội đến với ông ta rất là nhiều rồi, qua nhiều trận đấu rồi, nhưng chúng ta không nhìn thấy cái điểm tích cực. Có thể là vì chấn thương, về mất mát cầu thủ này, cầu thủ kia ở mùa giải năm ngoái mà chúng ta gặp khó khăn. Nhưng mà năm nay thì những cái sự mất mát đấy đã được sự chuẩn bị rồi mà. Chứ không phải là bước vào giải đấu giống như trường hợp Rodri của Man City, tự nhiên đùng cái vào mất 8-9 tháng thì mình còn bảo rằng là khó khăn trong việc xử lý vấn đề. Chứ còn bây giờ cầu thủ như là Luke Shaw, như là Malacia, rồi Joro chẳng hạn là biết chấn thương từ đầu mùa rồi. Thì ông phải có những cái sắp xếp nào đó để đội bóng không bị ảnh hưởng. Nhưng mà nhìn tình hình này không ổn. Lê Đình Tản, Man United cả đội tốt không sao, chỉ một cá nhân tệ là thua. Thực ra là tôi nghĩ rằng là đội nào cũng thế thôi. Cái sai lầm nó cá nhân nó có thể khiến cho một đội bóng gặp những cái hoàn cảnh khó khăn. Nhưng mà cái điều bạn nói là nó đúng với MU mấy mùa gần đây đấy. Vâng. Các đội khác thì đúng là như thế, tức là mất quả bóng ở chỗ sung yếu, cái chỗ Bruno chẳng hạn, hoặc là biến thành một cơ hội, hoặc là mất là bị phản công. Nhưng mà cảm giác cái chỗ nào mà bị lỗi là từ trong khu vực nửa sân trở lại, chỗ nào bị lỗi là cái phương án để mà bịt cho cái người bạn mình bị lỗi là MU rất kém. Đây là cũng là vấn đề chiến thuật thôi. Cái sự hỗ trợ khắc phục khủng hoảng khi mà ai đó mất bóng hoặc là ai đó mắc sai lầm là yếu thật. Cái này thì tôi công nhận là bạn có lý đấy. Đỗ Bá Khánh Trình này, chè đội hình dày hơn so với Man United, có thể thay người tạo đội biến tốt. Còn với Man United những con người như thế dễ bắt bài, Bruno phất bậy, chè mùa này đáng xem ạ. Nói thật với anh là em xem Chelsea vào lúc này em cảm thấy thoải mái hơn xem Manchester United. Chứ còn xem Man United thì mình cảm thấy ức chế lắm. Mặc dù mình không phải là fan của Man United nhưng mà xem một đội bóng lớn đá như thế mình cũng cảm thấy thỏa mãn. Còn xem Chelsea mình thấy rằng là ok, có những trận họ thua rất là ngớ ngẩn nhưng mà cũng có những trận đấu họ khiến cho mình cảm thấy thỏa mãn với những gì mà họ trình diễn. Chúng ta thấy cái dấu ấn của Maresca, mặc dù ông ấy còn non kinh nghiệm, có những cái trận mà các quyết định cũng không đúng bởi vì ông còn non. Nhưng chúng ta cảm thấy nó có một cái gì đấy nó cầu tiến và nó có cái độ mở ra chứ không bị bí.